Xin chào, câu chuyện mà mình sẽ kể cho các bạn ngày hôm nay xảy ra ở tỉnh Nagano, nằm ở trung tâm của đảo Honshu, Nhật Bản. Địa hình chủ yếu là núi cao và bổn địa, nổi tiếng với kỹ thuật trồng cây ăn quả và rau củ trên cao nguyên rất phát triển. Ở đây có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và từng là địa điểm tổ chức Thế vận hội mùa đông năm 1998. Phía bắc của tỉnh Nagano là thành phố Nagano, nằm dưới chân dãy núi Alp, Nhật Bản. Trong một khu dân cư ở khu vực Ebe của thành phố, có một gia đình danh giá sinh sống. Chủ gia đình là ông Aoki Masamichi, 57 tuổi, điều hành một vườn cây ăn quả và một công ty thuốc trừ sâu. Ông là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực nông nghiệp ở địa phương. Ông cũng là một chính trị gia, từng 3 lần liên tiếp giữ chức chủ tịch hội đồng thành phố Nagano. Vợ của ông có tên Aoki Richiko, cũng 57 tuổi, đang điều hành 2 cửa hàng kem trái cây. Bà còn là giảng viên dạy cắm hoa, cắt tỉa trái cây và dạy học ở bên ngoài. Hai vợ chồng họ có 3 người con. Con trai cả có tên Aoki Masanori sống cùng với cha mẹ, tham gia điều hành vườn cây ăn quả và cửa hàng kem của gia đình. Con trai thứ hai là sĩ quan lực lượng phòng vệ Nhật Bản, ít khi về nhà do công việc bận rộn. Cô con gái đã kết hôn và chỉ về thăm bố mẹ vào các dịp lễ Tết. Và một ngày năm 2023, một sự kiện chấn động đã xảy ra ở địa phương có liên quan đến gia đình danh giá trên. Sau khi sự việc xảy ra, các hàng xóm xung quanh đều rơi vào tình trạng sợ hãi và bất an tột độ. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng quay ngược thời gian trở về ngày 25 tháng 5 năm 2023 để tìm hiểu chi tiết về sự việc. Ngày 25 tháng 5 năm 2023, hôm đó là thứ Năm và đang là mùa xuân, tại khu vực Ebe, phía tây nam thành phố Nagano, tỉnh Nagano, khoảng 4 giờ 25 phút chiều ngày hôm đó, Sở Cảnh sát thành phố Nagano nhận được một cuộc gọi báo án. Người gọi là ông A cho biết: "Tôi đã chứng kiến một vụ tấn công bằng dao. Kẻ tấn công đã bỏ trốn và có một bà già bị tấn công. Nạn nhân là bà Murakami Yukie, 66 tuổi. Vừa rồi, tôi đang làm việc ngoài đồng cùng những người dân làng khác. Bỗng nhiên, tiếng hét gấp gáp đến thất thanh của một bà già khiến mọi người chú ý. Khi tất cả ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng kêu, thì chúng tôi nhìn thấy bà Yukie đang loạng choạng chạy về phía chúng tôi và miệng liên tục kêu, cứu với. Lúc đó, chúng tôi nhìn thấy một người đàn ông mặc quân phục giản dị, thân hình vạm vỡ, đeo kính râm và khẩu trang che kín mặt. Trong tay còn cầm một con dao dài 30cm đang tức tốc đuổi theo bà. Trước khi mọi người kịp phản ứng, người đàn ông đã lao tới túm lấy cánh tay của bà Yukie và dùng con dao đâm mạnh vào người bà. Mọi người có mặt đều hoảng sợ trước cảnh tượng đó. Có người bắt đầu quát mắng người đàn ông tấn công. Tại sao anh lại làm thế? Người đàn ông ngang ngược trả lời: vì tôi muốn giết bà ta nên tôi phải giết bà ta. Sau đó, hắn nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Trong tình thế hoảng loạn, mọi người vội vã chạy đến kiểm tra tình trạng của bà Yukie và tiến hành sơ cứu. Có người thì hét lên, kêu gọi mọi người đến trợ giúp. Còn tôi thì vội vàng lấy điện thoại ra gọi báo cảnh sát. Sau khi nhận được tin báo, Sở Cảnh sát thành phố Nagano lập tức cử người đến hiện trường điều tra. Trung tâm điều động phát hiện có một xe cảnh sát đang tuần tra gần đó nên đã thông báo cho họ về vụ tấn công và yêu cầu họ đổi hướng đến ngay hiện trường để xem xét. Trên xe tuần tra có 2 người, một người là thanh tra cảnh sát có tên Takuo Akeuchi, 61 tuổi, và người còn lại là cấp dưới của ông có tên Tamai Yoshiki, 46 tuổi. Do tình hình khẩn cấp, hai cảnh sát không quay về đồn mà trực tiếp đến hiện trường để ứng phó và không hề mang theo súng và không mặc áo chống đạn. Hiện trường vụ án được bao quanh bởi cánh đồng ở hai bên đường, cách đó không xa là các nhà xưởng. Bà Yukie nằm gục trên đường, người bê bết máu. Nhiều người dân nghe thấy tiếng động đã chạy đến và rất đông người tụ tập tại hiện trường. Một số người đang tiến hành các biện pháp sơ cứu hồi sức tim phổi cho nạn nhân theo hướng dẫn của nhân viên cấp cứu qua điện thoại. Trong số những người hiếu kỳ có ông B, một người dân làng nhìn thấy một người đàn ông khả nghi đứng cách đó khoảng 10 mét. Anh ta mặc đồ ngụy trang, đeo kính râm. Lúc đó ông B hoàn toàn không biết chính hắn là kẻ vừa tấn công bà Yukie. Ông B định gọi người đàn ông đó đến giúp đỡ thì thấy một chiếc xe cảnh sát nhanh chóng phóng đến và chuẩn bị đỗ ở sân của một nhà máy gần đó. Ông B để ý thấy người đàn ông mặc đồ ngụy trang đang tiến về phía xe cảnh sát. Trong tay hắn cầm một khẩu súng ngắn 2 nòng và một con dao dài 30cm đeo ở thắt lưng. Mặc dù vậy, ông B vẫn tưởng rằng đó chỉ là đồ chơi giả và cũng chưa từng nghĩ đó là súng thật. Tuy nhiên,
Ngay sau đó, ông mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Khoảng 4 giờ 37 phút, người đàn ông đi đến bên cửa sổ xe cảnh sát. Hắn giơ khẩu súng ngắn trong tay lên và chĩa vào bên trong xe để bắn. Mọi người nhìn thấy đều rất sợ hãi, có người hét lên, chạy đi. Ông B cũng chạy về phía nam cùng dòng người, nhưng chưa chạy được bao xa thì phía sau nghe thấy hai tiếng súng bùm bùm. Chiếc xe cảnh sát lao đảo lao vào sân nhà máy rồi tông thẳng vào tường và dừng lại. Một cảnh sát trong xe, anh Tamai Yoshiki, 46 tuổi, mở cửa ghế phụ và bước ra. Anh dùng một tay che vết thương ở cánh tay trái, loạng choạng từ phía sau xe bước ra và định khống chế kẻ tấn công. Nhưng hắn đã phản ứng rất nhanh, hắn còn rút con dao ra khỏi thắt lưng và đâm vào ngực anh. Ông B, một trong những người chứng kiến gần như toàn bộ quá trình kẻ tấn công gây án, nhớ lại rằng sau khi phạm tội, hắn vẫn cười toe toét như thể chuyện này không liên quan gì đến mình. Thậm chí hắn không hề tỏ ra hoảng sợ. Sau đó, hắn bỏ đi theo hướng ngược lại với mọi người. Do sự việc xảy ra quá đột ngột, những người xung quanh không kịp phản ứng. Sau một hồi kiểm tra, ngoài chiếc xe cảnh sát và một cảnh sát nằm dưới đất, còn có một cảnh sát nằm ở ghế lái, bị bắn một phát súng, hơi thở rất yếu ớt. Đó chính là thanh tra cảnh sát Takuo Akeuchi, 61 tuổi. Khi tiếng còi cảnh sát báo động vang lên, rất đông cảnh sát đã đến hỗ trợ và nhân viên cứu hộ cũng có mặt tại hiện trường. Họ đưa người dân bị thương và hai cảnh sát đến bệnh viện cấp cứu. Kính chắn gió của chiếc xe cảnh sát bị tấn công đã vỡ vụn, mảnh kính rơi đầy xuống đất. Trên mặt đất, cạnh chiếc xe còn có một vũng máu. Camera hành trình đã ghi lại toàn bộ quá trình tên sát nhân tấn công hai cảnh sát. Cách chiếc xe cảnh sát bị tấn công không xa, có một vũng máu. Đó là nơi bà Zukie bị hung thủ rượt đuổi và ngã xuống. Một số nhân chứng cho biết kẻ sát nhân tấn công dân làng và cảnh sát là cùng một người. Gây án xong, hắn mang theo súng và bỏ đi về hướng Bắc và một ngôi nhà dân cách đó 160m. Đó là một ngôi nhà 2 tầng rất đẹp và sang trọng. Tất cả người dân địa phương đều biết đây là nhà của ông Aoki Masamichi, chủ tịch hội đồng thành phố. Sau khi kẻ sát nhân tấn công 3 người rồi trốn vào nhà chủ tịch, hắn còn bắt cóc một số người khác trong nhà làm con tin. Sự việc ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Do tình hình cấp bách và nghiêm trọng, cảnh sát đã huy động hơn 100 cảnh sát, bao gồm cả đội đặc nhiệm sát đến hiện trường. Do chưa rõ động cơ gây án của hung thủ, cảnh sát đã thiết lập vòng vây, phong tỏa trong bán kính 300m quanh nhà chủ tịch, đồng thời sơ tán khẩn cấp khoảng gần 40 hộ dân xung quanh khu vực. Giới chức yêu cầu người dân địa phương lân cận ở trong nhà, không ra ngoài nhiều nhất có thể cho đến khi thật sự an toàn. Cảnh sát đã dùng loa phóng thanh kêu gọi hung thủ buông súng đầu hàng ngay lập tức. Ở trong nhà, hung thủ đã bắt giữ hai người phụ nữ làm con tin. Đó là bà Aoki Ritsuko, vợ của ông Aoki Masamichi, chủ tịch hội đồng, và chị gái 60 tuổi của bà. Hắn đứng bên cửa sổ và tuyên bố quyết không đầu hàng. Sau đó, hắn ta dẫn hai con tin biến mất khỏi tầm nhìn của cảnh sát. Trong chốc lát, bầu không khí căng thẳng bao trùm khắp hiện trường, cuộc đàm phán rơi vào bế tắc. Để đảm bảo an toàn cho con tin, cảnh sát đang tìm phương án giải cứu tốt nhất. Bởi vì con tin là người thân của chủ tịch hội đồng thành phố, nên cảnh sát đang phải chịu áp lực rất lớn. Họ cần phải cẩn thận và thận trọng trong cách ứng phó. Các chuyên gia đàm phán của cảnh sát đã cố gắng liên hệ với hung thủ để hiểu động cơ và yêu cầu của hắn. Nhưng cho dù đã dùng bất cứ chiến thuật tâm lý nào thì hắn vẫn không chịu đầu hàng và cũng không nhận được bất cứ phản hồi nào. Tại các điểm cao xung quanh ngôi nhà, lính bắn tỉa và các lực lượng vũ trang khác đã sẵn sàng vào vị trí để giám sát chặt chẽ bên trong ngôi nhà. Vào khoảng 6 giờ đến 7 giờ tối thì bà Zukie và hai cảnh sát bị tấn công đã tử vong do vết thương quá nặng. Bà Zukie bị nhiều vết đâm, nguyên nhân tử vong do mất máu quá nhiều. Viên cảnh sát Tamai Yoshiki, 46 tuổi, bị bắn vào cánh tay trái. Trên người có nhiều vết đâm, trong đó có một vết đâm sâu gần tim. Thanh tra cảnh sát Takuo Ikeuchi, 61 tuổi, bị bắn vào ngực, tử vong vì vết thương do đạn bắn. Đến khoảng 8 giờ tối, trong cuộc đối đầu cam go giữa cảnh sát với kẻ sát nhân, đột nhiên có hai tiếng súng vang lên từ bên trong ngôi nhà chủ tịch hội đồng thành phố. Điều này khiến tất cả mọi người có mặt ở đó đều phải nín thở. Cho đến thời điểm hiện tại, cuộc đàm phán giữa hai bên vẫn chưa có tiến triển. Đến khoảng 8 giờ 35 phút tối, một trong hai con tin là vợ của chủ tịch hội đồng thành phố, bà Aoki Ritsuko, đã nhân cơ hội trốn thoát ra khỏi căn nhà. Bà đã mang đến cho cảnh sát một thông tin vô cùng sốc. Hung thủ trong nhà không ai khác, chính là con trai cả của bà có tên Aoki Masanori. Bà Aoki Ritsuko nghẹn ngào cho biết,
Buổi chiều, sau khi con trai tôi về nhà, nó đã khống chế tôi và chị gái tôi ở trong nhà. Đồng thời, nó đóng kín tất cả các cửa sổ và cửa ra vào. Lúc đầu, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Cho đến khi cảnh sát bao vây ngôi nhà, tôi mới biết đã xảy ra một vụ án mạng gần đó và con trai tôi chính là hung thủ. Trong thời gian đó, tôi đã khuyên con trai tôi ra đầu thú, nhưng nó không chịu nghe. Nó trở lên vô cùng kích động, đã hai lần cố gắng làm liều bằng súng ngắn, nhưng đều không thành công. Sau khi biết được danh tính của hung thủ, cảnh sát bắt đầu gọi điện vào nhà. Mặc dù có người nghe máy, nhưng hắn không nói gì và cúp máy sau một lúc. Không có cách nào để biết được suy nghĩ thực sự của kẻ sát nhân Masanori. Cứ như vậy, cuộc đối đầu tiếp tục kéo dài thêm vài giờ. Đến khoảng 0 giờ 10 phút đêm, chị gái của bà Aoki Ritsuko cũng may mắn trốn thoát. Theo lời kể của bà, Masanori hiện đang rất bất ổn về cảm xúc. Nó có xu hướng tự làm hại bản thân và làm liều. Sau khi nắm được thông tin, cảnh sát quyết định tiếp tục thuyết phục hắn đầu thú. Đến khoảng 2 giờ sáng, Masanori cầm súng xuất hiện trong tầm mắt của cảnh sát và tỏ ý muốn đầu hàng. Nhưng sau đó, hắn lại quay người đi và biến mất. 2 giờ sau, vào lúc 4 giờ 37 phút sáng, khi trời vừa rạng sáng, Masanori đã đi ra khỏi ngôi nhà bằng cửa sau. Hắn dừng lại một lúc, vuốt ve chú chó nhỏ màu trắng mà gia đình nuôi, như thể đang tạm biệt nó, rồi đi về phía cảnh sát. Aoki Masanori chính thức bị cảnh sát bắt giữ. Đến thời điểm đó thì đã 12 giờ trôi qua kể từ khi hung thủ tấn công bà Yukie. Điều bất ngờ là sau khi các điều tra viên vào nhà, họ lại phát hiện thêm một điều kinh hoàng khác. Họ tìm thấy một thi thể của một bà già ở một góc khuất. Bà ấy có tên Yasuko Takeuchi, 70 tuổi, là bạn thân của bà Yukie vừa qua đời. Hai bà thường đi dạo cùng nhau vào mỗi buổi chiều. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy trên cơ thể của bà Yasuko cũng có nhiều vết đâm và tử vong do mất quá nhiều máu. Thời gian tử vong là vào khoảng 12 tiếng trước. Trong nhà, cảnh sát tìm thấy tổng cộng 4 khẩu súng. Trong đó, có một khẩu súng ngắn được xác định là hung khí gây án và một con dao dài 30cm, cũng là hung khí đã đâm các nạn nhân. Kẻ sát nhân Aoki Masanori, 31 tuổi, sinh năm 1992, tại tỉnh Nagano, Nhật Bản. Hắn xuất thân trong một gia đình giàu có. Cha mẹ hắn đều là những người có tiếng tăm ở trong vùng. Gia tộc của hắn đã mấy đời sinh sống ở đây và đã có thâm niên 13 đời kinh doanh vườn cây ăn quả. Masanori có hai anh chị em, hắn là con cả trong gia đình. Từ khi bỏ học đại học, hắn ở nhà với cha mẹ và không thích ra ngoài. Hồi tiểu học, Masanori học giỏi và có năng khiếu thể thao. Hắn tham gia đội bóng chày trẻ địa phương và học các kỹ thuật đánh bóng. Tuy không giỏi đánh bóng, nhưng hắn có đôi vai chắc khỏe và khả năng phối hợp tay chân tốt. Đến trung học, Masanori gia nhập đội bóng chày của trường và trở thành một cầu thủ bắt bóng được săn đón. Trong mỗi trận đấu, mẹ hắn luôn có mặt ở khán đài để cổ vũ cho con trai. Nhưng dần dần, kỹ năng chơi bóng của hắn bắt đầu sa sút, khiến huấn luyện viên đội bóng phải cho hắn ngồi ở hàng ghế dự bị. Về sau, có lẽ vì những thất bại liên tiếp và không được trọng dụng trong thi đấu mà hắn bị mặc cảm, tự ti và không bao giờ đến tập bóng nữa. Trong thời gian đó, tính cách của hắn cũng dần thay đổi. Hắn không còn chủ động nói chuyện với người khác và chỉ thờ ơ đáp trả khi có ai hỏi đến hắn. Nhưng dù vậy, trong lòng của các bạn cùng lớp, họ vẫn công nhận Masanori là người có năng lực nhất và chắc chắn sẽ trở thành nhân tài hiếm có trong tương lai. Khi vào cấp 3, Masanori tham gia câu lạc bộ leo núi của trường và tính cách của hắn ngày càng trở nên hướng nội và bạn bè cũng ít dần. Sau khi tốt nghiệp, Masanori theo học ngành nông nghiệp tại một trường đại học tư thục ở Tokyo. Nhưng khi chuẩn bị tốt nghiệp, không rõ vì lý do gì, hắn đột ngột bỏ học và trở về quê hương. Có tin đồn, hắn bị mắc bệnh tâm thần. Theo lời tư sự của Masanori, tôi từng bị bắt nạt ở trường đại học nên không dám tùy tiện giao tiếp với ai. Vì thế, tôi quyết định trở về nhà giúp bố mẹ công việc ở nông trại. Sau khi về quê, theo yêu cầu của bố, Masanori gia nhập lực lượng tư vệ Nhật Bản, nhưng hắn chỉ ở đó vài tháng rồi trở về nhà. Kể từ đó, hắn thường đóng cửa và ở trong phòng một mình. Ngay cả những bữa tiệc của gia đình, hắn cũng hiếm khi tham gia. Một người hàng xóm cho biết, cách đây 3 năm, vào năm 2020, gia đình Aoki tổ chức tiệc cưới cho con gái. Có rất nhiều người thân, bạn bè đến chúc mừng, nhưng không thấy bóng dáng Masanori đâu cả. Một người hàng xóm khác cũng cho biết, cha của Masanori, ông chủ tịch hội đồng thành phố, đã từng tổ chức nhiều buổi phát biểu tranh cử.
Đôi khi những hoạt động đó được tổ chức tại nhà nhưng chưa ai nhìn thấy hắn bao giờ. Cha mẹ thì vẫn luôn coi Masanori là người thừa kế. Mặc dù tính cách của con trai ngày càng trở nên lập dị, nhưng họ vẫn hy vọng hắn có thể kế thừa gia nghiệp. Để mong con trai thay đổi, mẹ hắn đã sắp xếp cho hắn vị trí quản lý cửa hàng kem trái cây của gia đình. Nhưng hắn hầu như không bao giờ chào hỏi khách hàng, mà chỉ đờ đẫn, thất thần nhìn khách ra vào như người mất hồn. Sau đó, hắn cũng ngừng đến cửa hàng làm việc. Nhưng cha mẹ của Masanori vẫn luôn đặt nhiều kỳ vọng vào hắn. Một năm trước, vào năm 2022, họ còn giao cho hắn điều hành một trang trại mang tên mình. Nhưng hắn chẳng làm nên trò trống gì cả, hoàn toàn không đạt được tiêu chuẩn của người thừa kế, khiến cha mẹ hắn vô cùng bận tâm. Trong mắt những người xung quanh, hắn tuy có vẻ ngoài nghiêm túc và ít nói, nhưng không giống như người thích gây chuyện rắc rối. Nhưng tại sao một người như vậy lại trở thành kẻ sát hại tàn nhẫn 4 mạng người vô tội? Sau khi vụ việc xảy ra, cha của Masanori đã ngay lập tức từ chức. Ông lấy lý do cá nhân để từ chức hội đồng thành phố Nagano. Vào ngày Masanori bị bắt, Ủy ban An toàn Công cộng Quốc gia đã tổ chức họp báo, đồng thời bày tỏ lời chia buồn đến gia quyến của 4 nạn nhân xấu số trong vụ tấn công thảm khốc. Ngoài ra, họ cũng tiết lộ rằng Masanori có đầy đủ giấy phép liên quan và là chủ sở hữu súng hợp pháp. Theo số liệu thống kê, có tổng cộng 154.000 khẩu súng ngắn hợp pháp tại Nhật Bản. Chính phủ Nhật Bản cũng có các biện pháp quản lý súng rất nghiêm ngặt. Chủ sở hữu súng cần đáp ứng một loạt các yêu cầu và toàn bộ quá trình đăng ký có thể mất vài tháng hoặc lâu hơn. Và Masanori đã đáp ứng được tất cả các yêu cầu đó. Hắn đã có giấy phép sử dụng súng ngắn từ 8 năm trước khi vụ án xảy ra và có giấy phép sở hữu tận 4 khẩu súng. Masanori thường xuyên đến trường bắn và sử dụng súng rất thành thạo. 3 tháng trước vụ án, hắn còn đi gia hạn giấy phép sở hữu súng ngắn của mình để chứng minh sức khỏe và trạng thái tinh thần không có vấn đề gì. Theo truyền thông đưa tin, một người quen biết gia đình Aoki cho biết, trong cuộc sống hàng ngày, Masanori không có biểu hiện gì bất thường, không thấy hắn có mối quan hệ không tốt nào với gia đình của mình. Trong mắt người ngoài, Masanori tuy không thích giao du với mọi người, nhưng tính tình hiền lành, bình thường cũng giúp đỡ cha mẹ trong việc đồng áng, bán kem và là người hiếu thuận với bề trên. Khi hắn bị bắt, động cơ giết người của hắn cũng được tiết lộ. Khi bị thẩm vấn, hắn thẳng thừng tuyên bố, tôi đã giết anh ta, không nghi ngờ gì nữa, chính tôi đã nổ súng bắn chết anh ta. Sau đó, hắn đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của Masanori, vào buổi chiều hôm xảy ra sự cố, tôi đang ở nhà. Trong lúc đó, ngoài cửa có hai bà già đi ngang qua, họ vừa đi vừa cười đùa. Mặc dù tôi không nghe rõ nội dung của cuộc trò chuyện, nhưng tôi cảm giác họ đang cười cợt chế nhạo mình. Một mình tôi ở trong nhà, tự nhiên tôi có một cảm giác căm thù mãnh liệt tràn ngập trong lòng. Tôi cầm một con dao lao ra khỏi nhà và tấn công hai người đó. Đầu tiên, tôi đâm bà Yasuko Takeuchi khiến bà ta gục ngã ngay tại chỗ. Sau đó, tôi tiến đến chuẩn bị tấn công bà Yukie Murakami ở bên cạnh, nhưng bà ta đã tránh được. Tiếp đó, tôi lập tức kéo bà Yasuko về nhà và giấu đi. Vào nhà, tôi còn tìm thấy kính râm và khẩu trang để đeo vào. Sau đó, tôi đuổi theo hướng bà Yukie chạy. Bà ta liên tục kêu cứu, nhưng cuối cùng vẫn bị tôi đâm chết. Sự có mặt của cảnh sát sau đó đã làm hắn dường như trở nên điên loạn hơn. Lý do giết người như vậy khiến cảnh sát vô cùng kinh ngạc. Và lý do khiến hắn giết hại hai cảnh sát còn khó tin hơn. Hắn khai rằng, khi đó, tôi nghĩ mình sẽ bị cảnh sát ập đến bắn chết ngay tại chỗ, nên đã quyết định ra tay trước với đối phương. Có thông tin tiết lộ rằng, con dao gây án đã được Masanori mua trên mạng cách đây 1,5 tháng. Khi cảnh sát khám xét nhà hắn, họ còn tìm thấy một cuốn sách mô tả chi tiết cách giết người bằng dao và thuốc độc. Cơ quan công tố cho rằng, hai bà già là bạn đi bộ thường đi dạo vào mỗi buổi chiều và con đường trước cửa nhà Masanori chính là tuyến đường họ thường xuyên đi qua. Ngày hôm đó, Masanori không phải là nhất thời nổi hứng mà hắn đã có chủ ý tính toán từ trước. Sau khi nhìn thấy hai bà già, hắn có thể nhanh chóng cầm vũ khí và phi nhanh ra ngoài tấn công, rõ ràng là đã có sự chuẩn bị. Có nhân chứng cho biết, kể từ khi Masanori nuôi chó, hắn thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với người đi đường trước cửa nhà. Do đó, không loại trừ khả năng mục đích thực sự gây án của hắn có liên quan đến con chó. Theo điều tra, Masanori còn gặp phải vấn đề nợ nần. Vào ngày 29 tháng 11 năm 2022, nửa năm trước vụ án, hắn đã thế chấp nhà riêng để vay 3 triệu yên, khoảng 506 triệu đồng theo giá hiện tại,
từ một tổ chức tài chính địa phương. Có tin đồn rằng trang trại của gia đình Aoki làm ăn thua lỗ, cha mẹ không những tước quyền thừa kế của hắn mà còn cắt đứt hỗ trợ tài chính của hắn. Bản thân Masanori thì lại rất coi trọng tiền bạc. Trong một bài luận viết trước khi tốt nghiệp trung học, Masanori đã nhấn mạnh rằng: "Tôi tin rằng mạng sống là điều quan trọng nhất trên thế giới. Nếu bạn hỏi tôi điều gì quan trọng thứ hai, tôi chắc chắn sẽ trả lời đó là tiền." Điều này không khỏi khiến người ta nghi ngờ rằng Masanori đã nảy sinh ác tâm vì tiền và cuối cùng đã phạm phải tội ác tày trời. Một ngày sau khi Masanori bị bắt, tức là ngày 27 tháng 5 năm 2023, hắn đã bị chuyển đến văn phòng công tố tỉnh Nagano. Lúc đầu, Masanori thừa nhận 4 tội danh bị cáo buộc, nhưng sau đó hắn lại thay đổi lời khai và tuyên bố rằng: "Khi gây án, tôi không đủ tỉnh táo và không nhớ đã giết ai." Một chuyên gia tâm lý tội phạm cho biết, việc Masanori thay đổi lời khai có thể là do nội tâm của hắn ta phủ nhận hành vi của mình. Đây là một phản ứng nhằm trốn tránh thực tại. Hơn một tháng sau vụ việc, vào ngày 9 tháng 7 năm 2023, một người phụ nữ sống gần nhà Masanori cho biết, mặc dù cuộc sống thường ngày của người dân địa phương đã dần trở lại bình thường, nhưng vẫn có ít người cảm thấy lo lắng và bất an. Họ rất kiêng kỵ nhắc đến chuyện vừa qua và rất sợ rằng những chuyện tương tự sẽ xảy ra một lần nữa. Sau sự việc, tất cả những người trong gia đình Aoki đã chuyển đi khỏi đó, không ai biết họ đã đi đâu. Tính đến thời điểm báo chí đưa tin, vụ án vẫn đang được điều tra và phiên tòa xét xử chính thức vẫn chưa bắt đầu. Động cơ thực sự khiến Masanori gây án là gì? Hắn ta sẽ phải hứng chịu hình phạt như thế nào? Đây là tâm điểm mà mọi người rất quan tâm và sẽ được hé lộ trong thời gian tới. Đất nước Nhật Bản có khoảng 125 triệu dân và bạo lực súng đạn hiếm khi xảy ra ở đây. Đây là một trong những quốc gia có tỷ lệ tội phạm súng thấp nhất thế giới do luật kiểm soát súng cực kỳ nghiêm ngặt. Bất cứ ai ở Nhật Bản muốn sở hữu súng đều phải trải qua quy trình thẩm định gắt gao trước khi được cấp phép. Tuy nhiên, vào ngày 8 tháng 7 năm 2022, Nhật Bản đã phải hứng chịu một cú sốc mất mát đau lòng khi cựu thủ tướng Abe Shinzo bị ám sát bằng súng tự chế trong khi đang phát biểu trước đám đông. Nghi phạm Yamagami Teixeira được cho là đã nhắm vào ông Abe vì mối liên hệ của ông với Giáo hội Thống nhất. Vài tháng trước, vào ngày 15 tháng 4 năm 2023, một người đàn ông đã bị bắt vì cáo buộc ném bom ống về phía đương kim thủ tướng Kishida Fumio khi ông đang vận động tranh cử ở thành phố miền Tây Wakayama. Tuy quả bom đã phát nổ, nhưng ông không bị thương trong vụ tấn công và nghi phạm đã bị bắt giữ ngay sau đó. Theo tin tức thống kê thì cho thấy đã xảy ra 9 vụ liên quan đến súng đạn ở Nhật Bản trong năm 2022, bao gồm cả vụ ám sát ông Abe, giảm một vụ so với năm trước đó. Trong số 9 vụ việc, có 6 vụ được cho là do các băng nhóm thực hiện. Tổng cộng, 4 người đã thiệt mạng, 2 người bị thương trong 9 sự cố năm 2022. Qua nhiều vụ án, có thể thấy tuổi thơ bất hạnh dung dưỡng tội ác. Môi trường sống của một đứa trẻ là nhân tố quan trọng quyết định tính cách và sự phát triển về thể lực, trí tuệ và cả đạo đức về sau. Một đứa trẻ sống trong môi trường có đầy đủ sự yêu thương, giáo dục tốt, lành mạnh, khoa học thì sẽ trở thành người có ích cho xã hội. Trái lại, một đứa trẻ sống trong môi trường đầy rẫy những đe dọa, bắt nạt, xâm hại và bạo lực thì luôn tồn tại trong chúng sự sợ hãi và đỉnh điểm là sự căm thù, phẫn nộ, vân vân. Và đó chính là môi trường nuôi dưỡng tội ác cho xã hội. Quá trình hình thành nhân cách của mỗi người có liên quan trực tiếp đến các trải nghiệm của tuổi thơ. Trong một khảo sát với 62 tên giết người hàng loạt, nhà tội phạm học Eric Hickey nhận thấy 48% trong số đó đã từng bị gia đình hoặc những người thân thiết chối bỏ. Mặc dù điều này cũng xảy ra với nhiều trẻ em khác, nhưng đó có thể được xem như bước ngoặt đối với một số người, khiến họ trở thành kẻ giết người hàng loạt. Trong trường hợp này, Aoki Masanori được coi là một đứa trẻ ở vạch đích vì được sống trong một gia đình giàu có và quyền thế. Hắn còn được bố mẹ yêu thương, cưng chiều hết mực, đồng thời cung cấp cho những thứ tốt nhất. Nhưng có lẽ môi trường giáo dục cùng những thất bại và bị đe dọa nhiều lần khi đang ở độ tuổi mơ ước khiến hắn bị một cú sốc tinh thần và hình thành nên những bóng đen tâm lý méo mó, dị dạng và khiến hắn cho rằng bạo lực tấn công chính là thứ dùng để giải tỏa những mục đích không thể nói thành lời của mình. Qua đó cũng là một bài học cảnh tỉnh cho chính mình, cho các bậc phụ huynh cần phải quan tâm và đồng hành cùng con cái trong suốt quá trình khôn lớn. Học cách nuôi dạy con cái chưa bao giờ là dễ dàng. Chức vụ làm bố mẹ để dạy bảo các con lên người, hơn thế hết còn cần làm một người bạn để thấu hiểu những tâm tư tình cảm
những mong muốn sâu kín không dễ dàng chia sẻ của các con. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!